Theo Trung tâm Y tế Dự phòng Đà Nẵng, bệnh nhân tử vong 13 tuổi, trú tổ 34, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trước đó, bệnh nhân bị sốt cao, đau đầu, nằm li bì ở nhà suốt 4 ngày, mới được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu và Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng để điều trị. Các bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân sốt xuất huyết, dengue nặng thể não, nhiệt độ 42 độ C, biến chứng suy hô hấp, hôn mê độ 3 và tử vong vào ngày 18 tháng 10. Trong khi đó, 10 ngày qua, trung bình mỗi ngày, khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân có triệu chứng sốt xuất huyết và hầu hết các trường hợp đang được điều trị hay vừa nhập viện đều không nắm được các triệu chứng. Trước mấy ngày thì vẫn đi lộn bình thường, không có gì hết. Và rằng là hôm qua là đi ngáy mùi chi là cũng no, uống mửa, mửa liên tục. Nghĩ là cái đào thì chóng mặt, không cũng dốt. Không biết trang xuống này bác sĩ thì khám ra này mà y bác sĩ mà nói mới biết. Thì mình nghĩ mình sốt thôi, mình đa mình cõm tới tóc, chứ không biết xuống đầu khám nọ mà cho mình biết, còn là sốt huyết. Từ đầu tháng 10 đến nay, chỉ riêng khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng đã có 254 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết đến điều trị, tăng 81 trường hợp so với cả tháng 10 năm 2012. Cũng như trường hợp tử vong bị nghi ngờ do sốt xuất huyết, hầu hết các trường hợp nhập viện đều có dấu hiệu của sốt xuất huyết cách đó vài ba ngày mà không hay biết. Thậm chí một số bệnh nhân để đến khi sốt huyết mới nhập viện. Bệnh nhân mà sốt xuất huyết vào đây thì thường thường với cái sốt, đau đầu và rất là mệt mỏi. Thường thường họ vào có triệu chứng như vậy. Và đôi khi có một số bệnh nhân thì họ có chảy máu răng hoặc là chảy máu mũi. Trung tâm Y tế Dự phòng Đà Nẵng cho biết, mặc dù chưa phát hiện ổ dịch nào, tuy nhiên nguy cơ bùng phát bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Đà Nẵng là rất lớn. Ngoài nguyên nhân thời tiết giao mùa thuận lợi cho muỗi mang virus sốt xuất huyết phát triển, thì việc Đà Nẵng vừa trải qua cơn bão số 11 cũng khiến công tác phòng ngừa chưa thực hiện rộng khắp. Trong khi đó, một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan trong việc phòng tránh cũng như điều trị, nên nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết là rất lớn. Hiện nay về công tác đô thị hóa thì hình thành ra nhiều những cái khu đất, và những khu đất đó mà khi người dân người ta chưa xây dựng nhà thì tạo thành khu đất và đó điều kiện để mà có những cái vật phế thải, để mà điều kiện thời tiết mưa nắng như thế này là điều kiện nó đọng nước, thì vật phế thải đó là cái nguy cơ để cho muỗi sốt xuất huyết nó phát sinh và phát triển, và đó là những cái nguy cơ mà phát sinh dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Hiện nay, ngành Y tế Dự phòng Đà Nẵng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phòng dịch sốt xuất huyết, tiến hành phun thuốc diệt muỗi ở một số khu vực ẩm thấp, tăng cường công tác giám sát ở các cơ sở y tế để phát hiện bệnh nhân và xử lý ngay nếu có dấu hiệu của dịch. Tuy nhiên, công tác này chủ yếu vẫn dựa vào ý thức của người dân, nên thời điểm giao mùa hàng năm vẫn xảy ra sốt xuất huyết, thậm chí là năm sau nhiều hơn năm trước. Có cái nhà anh kia kìa.